xin chào các bạn trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký cái tài khoản giao dịch sàn binance thì ở trong cái video này Ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn cái tất cả những cái thao tác mà từ lúc bạn mở tài khoản đến lúc bạn bật bảo mật hai lớp hay còn gọi là bảo mật 2fa và cái bước cuối cùng là xác minh danh tính cá nhân chúng ta còn gọi là xác thực kyc của cái tài khoản sàn binance để bạn chúng ta có thể giao dịch thì à, các nếu các bạn đang ở trên cái trang coi đến rồi thì các bạn có thể sử dụng cái link là coi đến rồi xoẹt Binance để đến đúng cái sàn giao dịch hoặc thậm chí là các bạn ở trên cái bài hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance từ A đến Z thì các bạn có thể click vào cái nút màu đỏ ở trên màn hình như các bạn thấy thì chúng ta sẽ được vào được cái giao diện của sàn Binance thì à, đối với sàn Binance các bạn thấy là à, đây mình Ngọc sẽ nói sơ một chút về cái sàn này, tức là đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử mà lớn nhất thế giới hiện nay. À, nó um, ra đời từ tháng 12 năm 2017 và chỉ sau khoảng 3 năm uh, nó trở thành một cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và thực ra đến thời điểm này năm 2020 ấy thì cái sàn này không chỉ còn là một cái nơi để chúng ta có thể mua bán, trade coin nữa mà nó còn có rất nhiều các cái chức năng ví dụ như để cho các cái dự án uh, có thể IEO hay cái trước đây chúng ta gọi là cái ICO ở trên đây này chúng ta có thể cho sàn mượn coin để lấy lãi hoặc thậm chí chúng ta có thể dùng coin để staking hoặc thậm chí ngay thời điểm bây giờ chúng ta cũng có thể là dùng tiền Việt Nam Đồng ở tài khoản ngân hàng để mua BTC, mua Bitcoin mua BNB, mua các cái loại coin ở trên sàn này chứ không còn chỉ là dùng để trên coin tức là giao dịch từ đồng coin với đồng coin nữa, được chưa? Thì tóm lại là nó có rất nhiều chức năng chúng ta sẽ phải tìm hiểu từ từ. Tuy nhiên là ở trong cái video này thì Ngọc chỉ hướng dẫn cho bạn cách thao tác đầu tiên tức là mở một cái tài khoản sàn Binance và bật bảo mật hai lớp cũng như là xác minh KYC, xác minh danh tính cá nhân để chúng ta giao dịch trên cái sàn này. OK, sàn này thì hiện nay chúng khi mà chúng ta đăng nhập vào thì nó là giao diện tiếng Anh. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể chuyển qua giao diện tiếng Việt bởi vì nó đã có tiếng Việt rất là tốt rồi, nên chúng ta nên chuyển sang giao diện tiếng Việt để chúng ta thử sử dụng. OK, để đăng ký thì đầu tiên các bạn click vào cái nút đăng ký ở trên sàn giao dịch và sau đấy sau khi đấy thì các bạn có thể đăng ký bằng cách là các bạn sử dụng địa chỉ email và số uh, di động của bạn thế nhưng ngọc khuyên là các bạn nên sử dụng email bởi vì là uh, sau này chúng ta sẽ dùng email để xác thực để uh, Verify những cái tài khoản, à, những cái thao tác mà nạp rút sau này. Do vậy là à, Ngọc khuyên là bạn nên dùng email còn dùng di động đó, thì bạn vẫn có thể được nhưng một số cái mạng ở tại Việt Nam ví dụ như là mobile phone thì thỉnh thoảng nó không nhận được các cái mã xác minh, mã Verify mà tài khoản Binance gửi về. Do vậy là chúng ta nên dùng email là tốt nhất. Thì ở đây à, để tạo một cái à, tài khoản thì bạn chỉ việc nhập email và nhập mật khẩu. Rồi ok như vậy là chúng ta đã nhập địa chỉ email, nhập mật khẩu và sau đấy chúng ta click vào cái nút tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản của sàn Binance. Sau đấy bạn nhấn tạo tài khoản thì ngay sau đấy ở trên cái email của bạn sẽ nhận được một cái uh, email mà sàn Binance gửi về. Ở trong email có uh, một cái dãy số để chúng ta xác minh rằng là chúng ta sở hữu cái tài khoản email này được chưa ạ? Ở đây các bạn thấy cái số xác minh này. Chúng ta sẽ lấy cái số này và quay lại sàn Binance để verify. Rồi, sau khi nhập thì tự động nó chính xác nó sẽ chuyển bạn vào trong ngay cái khu vực đầu tiên của sàn, tức là một cái trang chào mừng thì các bạn thấy là hiện nay á ở ngay trang chào mừng thì các bạn có thể click vào đây để nạp tiền pháp định, tức tức là chúng ta còn gọi là fiat, tức là bạn có thể click vào chỗ này và sau đấy bạn nạp tiền Việt Nam đồng từ tài khoản ngân hàng của bạn vào trong cái ví pháp định ở trên sàn Binance để chúng ta mua BTC, mua ETH, mua những cái đồng coi khác hoặc thậm chí bạn có thể click vào cái nút là nạp tiền mã hóa để tức là bạn có thể chuyển BTC, chuyển ETH, chuyển tất cả những cái đồng coi khác ấy, từ một cái sàn khác hoặc từ một cái ví khác vào trong ví của sàn được chưa? thì các bạn cứ hiểu tiền pháp định tức là tiền Việt Nam đồng. Nếu chúng ta sống ở quốc gia Việt Nam, còn nếu ví dụ như chúng ta sống ở Mỹ thì nó là tiền USD, tiền pháp định tức là tiền của chính phủ. Còn tiền mã hóa là những cái đồng tiền điện tử, thì hiện nay nó có hai loại ví như vậy ở trên sàn. Khi bạn mở một tài khoản, được chưa? ạ hoặc thậm chí nhé, bây giờ sàn Binance cho phép bạn mua uh, crypto, mua những cái đồng coin bằng cái thẻ Visa, Mastercard thì bạn cũng có thể click vào cái mục cuối cùng này, tức là mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng. Nếu như trong tài khoản trong thẻ Visa của bạn có thì bạn click vào đây để mua ngay cái cái trừ tiền pháp định ở trong cái số nhà tài khoản Visa, trong số Mastercard để bạn có thể mua BTC rất là tiện lợi được chưa ạ? Ok, nếu như uh, nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta đang học cái cách tìm hiểu cái cách cách Uh, tạo tài khoản bật bảo mật hai lớp do vậy là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là bỏ qua để đến cái bảng điều khiển thì chúng ta sẽ được sàn Binance đưa chúng ta vào trang account của chúng ta mới tạo thì ngay sau khi click vào cái nút chuyển đến bảng điều khiển thì sàn Binance sẽ yêu cầu chúng ta là bật bảo mật hai lớp uh, chúng ta còn gọi là bật bảo mật 2FA ấy. thì cái mục tiêu của nó là gì tức là uh, cái bảo mật lần đầu tiên ấy, là bằng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã tạo trên sàn ở bước trước. Tuy nhiên, cái bảo mật hai lớp này, ví dụ như là chúng ta bật bảo mật bằng xác minh điện thoại hoặc là xác minh bằng ứng dụng Google Authenticator. Đây, ở các bạn trên màn hình thấy có hai cách. Thì khi sau này ví dụ như bạn rút một một BTC ra khỏi sàn, thì à, nếu như bạn sử dụng xác minh bằng Google Authenticator thì sau khi bạn nhập mật khẩu này, bạn đăng nhập vào sàn bạn rút thì khi bạn nhập rút một BTC thì sàn sẽ yêu cầu là phải nhập một cái dãy số xác minh trên ứng dụng điện thoại của bạn, trên cái ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn và sau đấy thì lệnh mới được thực thi, tức là phải có hai lần xác minh thì thì, thì cái B, cái lệnh rút hoặc lệnh nạp đó nó mới được thực hiện được chưa? Thì tạm hiểu chúng ta gọi là xác minh bảo mật hai lớp hay chúng ta còn gọi là bảo mật hai FA tức là bảo vệ cái tài sản của chúng ta ở trên sàn. Thì ok bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn cái cách bật xác minh bằng uh, Google Authenticator các Ngọc cũng khuyên các bạn sử dụng cái ứng dụng Google xác minh của Google Authenticator bởi vì là xác minh bằng điện thoại thỉnh thoảng cái mạng di động ấy nó chặn do vậy là chúng ta sẽ không nhận được cái mã xác minh nên chúng ta nên dùng cái ứng dụng điện thoại là tốt nhất được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ click vào cái nút cái cái chỗ là xác minh Google được chưa rồi sau đấy bây giờ sàn Binance sẽ cho bạn hai cái link một là nếu như bạn sử dụng cái Uh, điện thoại iPhone thì các bạn có thể tải cái ứng dụng Google Authenticator ở trên App Store. Các bạn có thể click vào đây. Đây chính là cái ứng dụng Google Authenticator mà các bạn cần phải uh, cài đặt vào trong máy. Dạ, các bạn tìm. Còn nếu như các bạn dùng Android thì các bạn có thể tải ở trên uh, Google Play. Đây là cái ứng dụng Google Authenticator thì tùy cái điện thoại của bạn để bạn sử dụng thì ở đây á, rồi sau khi bạn đã tải cái ứng dụng Google Authenticator về trên máy rồi thì bạn sẽ nhấn cái nút tiếp theo. Ở bước tiếp theo này thì các bạn sẽ thấy ở trên màn hình là uh, Binance sẽ cung cấp cho bạn một cái mã QR để các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng Google Authenticator để các bạn thể quét cái mã QR này để lấy cái uh, mã ở trên ứng dụng. Thì ở trên uh, đây các bạn thấy là đây các bạn sẽ bật cái ứng dụng Google Authenticator lên và click vào cái nút uh, dấu cộng để quét cái mã vạch ở trên này tức là cái mã QR hoặc nếu như trong trường hợp không quét được thì các bạn có thể sử dụng cái nút uh, nhập thủ công ở trên uh, bằng cái biểu tượng bằng cây bút này và sau đấy bạn nhập cái mã này. Đây chính là cái mã bạn có thể để nhập được chưa ạ thì ok bây giờ uh, Ngọc sẽ nhập cái mã QR này. Rồi sau khi chúng ta đã có cái à, ứng dụng, à, có cái mã Sàn Binance ở trên cái ứng dụng Authenticator rồi, quét được thành công rồi thì chúng ta sẽ nhấn tiếp theo. À, ở bước số 3 này thì Sàn Binance yêu cầu bạn là à, nên ghi lại cái mã này lên một tờ giấy. Đây chính là cái mã Backup để chúng sau này trong trường hợp chúng ta mất điện thoại hoặc là chúng ta lỡ tay xóa mất cái ứng dụng Google Authenticator thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái mã này để nhập thủ công để lấy lại cái mã kích hoạt ở trên ứng dụng uh, Google Authenticator của chúng ta. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhấn cái để di chuyển sang bước 4 thì chúng ta sẽ có một cái khóa dự phòng tức là các bạn sẽ uh, click vào cái nút là nhận mã xác minh thì sàn Binance sẽ gửi cho bạn một cái mã qua địa chỉ email. Rồi, đây chính là cái mã gửi qua email các bạn sẽ copy cái mã này quay về đây để nhập vào mã xác minh. Rồi sau đấy chúng ta nhập cái mã xác minh ở trên Google Authenticator lên. Và các bạn lưu ý là cái mã này thì cứ 30 giây nó sẽ đổi một lần do vậy là các bạn sẽ mở lên để nhập thì ở đây nó sẽ nhập là ba hai bốn sáu ba chín sáu ba chín rồi sau đấy chúng ta nhấn gửi chưa thì như vậy là cái khóa xác minh nó đã thành công như vậy là ở đây các bạn thấy là bây giờ các bạn trong sàn bnn của bạn đó, thì bạn đã hoàn thành được cái bước là đăng ký tài khoản đã bật bảo mật hai lớp và bây giờ bạn có thể bắt đầu nạp tiền vào để sử dụng được ạ thì ở đây các bạn thấy là ở trong phần cài đặt này nó sẽ có thêm những cái thông tin chi tiết hơn thì bây giờ để, để cái tài khoản của bạn hiện nay nó đang ở cái level 1 tức là cái level mà bạn À, mỗi một ngày cái giới hạn rút ra khỏi sàn của bạn ấy, chỉ là 2 BTC thôi. Đây bạn có thể rút ra tối đa là 2 BTC. Và nếu trong trường hợp mà bạn xác minh danh tính, tức là bạn KYC, ấy, thì cái hạn mức rút BTC ra khỏi sàn là mỗi một ngày 100 BTC. Và cái việc mà xác minh KYC, xác minh danh tính, ấy, thì nó cũng giúp cho cái tài khoản của bạn ổn định hơn, được bảo vệ trước là cái tài khoản chính chủ, và khi bạn giao dịch thì nếu có xảy ra tranh chấp hoặc là có xảy ra lỗi gì thì sàn sẽ bảo vệ bạn bởi vì là cái tài khoản của bạn được xác minh danh tính thì cái việc xác xác minh danh tính á Ngọc đã chia sẻ rất kỹ ở trong cái bài ở trên uh, bên dưới video này rồi thì các bạn có thể xem tìm ra cái link của cái bài hướng dẫn ở bên dưới cái phần mô tả của video hoặc nếu bạn đang ở trên blog coi đến rồi thì bạn xem ở phần dưới có hướng dẫn chất chi tiết từng bước tuy nhiên ở đây ấy, thì bạn chỉ việc vào phần cài đặt sau đấy vào phần thông tin cơ bản và bạn nhấn ở chỗ khu vực là xác nhận danh tính các bạn sẽ có thể xác minh danh tính bằng hai cách thứ nhất nếu như bạn là doanh nghiệp thì bạn sẽ chọn sang cái loại tài khoản là doanh nghiệp còn phần lớn chúng ta là cá nhân thì chúng ta sẽ chọn xác thực là xác thực thông tin cá nhân được chưa ạ thì chúng ta sẽ nhấn xác thực và sau đấy chúng ta sẽ chọn là À, quốc gia là việt nam rồi sau tiếp theo chúng ta nhấn bắt đầu để chúng ta có thể tải lên tất cả những cái thông tin thì ở đây các bạn có thể tải lên ví dụ như tên là ngọc tên đệm là anh cái tên đệm của bạn họ là nguyễn okay. rồi bạn chọn ngày tháng năm sinh sau khi chọn ngày tháng năm sinh thì bạn nhập cái địa chỉ cư trú và cái mã bưu điện và thành phố thì cái địa chỉ cư trú này á bạn cũng nhập đúng theo ở trên cái giấy tờ mà bạn dùng để xác minh. phần sau thì thường là xác minh danh tính cá nhân thì các bạn sử dụng một là passport, hai là bằng lái xe và ba là giấy chứng minh nhân dân. Được chưa? Có 3 loại tài khoản để bạn xác minh nhập mã bưu điện của cái tỉnh thành phố mà bạn đang sống vào ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh là bảy trăm ngàn còn không thì bạn lên ở trên Google những cái tỉnh thành phố khác bạn tìm cái mã zip code của cái tỉnh thành phố của mình sau đấy bạn nhấn tiếp tục để di chuyển sang cái bước tiếp theo rồi bây giờ bạn sẽ bắt đầu nhấn cái nút start để bà chuyển sang cái khu vực mà chuyển uh, tải lên các cái giấy tờ của bạn thì như các bạn thấy nè là ở đây nó sẽ tự động nhận diện bạn là đang truy cập ở việt nam và bạn có thể chọn ba cái loại giấy tờ xác minh tùy theo bạn thứ nhất là passport thứ hai là cái bằng lái xe và thứ ba là cái chứng minh nhân dân của bạn được chưa thì phần lớn là chúng ta sẽ sử dụng là cái chứng minh nhân dân cho nó phổ biến rồi, để xác minh thì bạn có thể dùng 3 cách. Thứ nhất là bạn uh, take photo, tức là bạn chụp ngay nếu trên, trên máy tính của bạn hoặc trên điện thoại, bạn đang uh, dùng trên điện thoại thì có thể chụp bằng điện thoại. Hoặc thậm chí nếu bạn có thể, uh, đã có cái hình mặt trước, mặt sau của chứng minh nhân dân thì bạn có thể upload cái file lên. Thì ở đây phần lớn chúng ta sẽ chọn upload file. Và sau đấy, phần cái ảnh đầu tiên, tức là bạn chọn cái uh, ảnh chụp rõ cái chứng minh nhân dân của bạn mặt trước chọn file thì ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh minh họa thôi chứ mình uh, đây là đang là cái tài khoản demo cho bạn nên mình sẽ chọn một cái ảnh minh họa ví dụ như vậy chưa và nhấn uh, confirm để chuyển sang cái bước tiếp theo bước thứ hai là bạn chọn cái mặt sau của chứng minh nhân dân cái ảnh mặt sau rồi bình ví dụ như đây chọn một cái ảnh minh họa như vậy và nhấn confirm để chuyển sang thứ ba là bạn upload một cái ảnh chụp một cái ảnh tự sướng á cái ảnh selfie của bạn để bạn tải lên thì bạn lấy cái điện thoại của bạn chụp một cái ảnh selfie hoặc thậm chí là nếu đang dùng trên ứng dụng điện thoại thì cũng lấy cái app à lấy cái điện thoại mặt trước để chụp những cái mặt của bạn giống như thế này và chọn rồi ví dụ đây mình chọn cái ảnh này từ kia Và nhấn uh, complete để uh, gửi tất cả những cái file này cho uh, Binance thì uh, sau khi gửi á uh, khoảng 24 giờ sau thì email của bạn sẽ báo là cái tình trạng là xác minh đã thành công. Thì đây là tất cả những cái thao tác mà uh, nó có thể hướng dẫn cho bạn là cái cách từ cách là mở một cái tài khoản giao dịch trên sàn Binance. Thứ hai là bật cái mã bảo mật 2FA uh, tức là bảo mật hai lớp và thứ ba là xác minh kyc là xác minh danh tính cá nhân ở trên sàn Binance thì uh, hy vọng là cái video này đã mang đến cái giá trị cho bạn và uh, ở cái video tiếp theo thì ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà khi mà đã có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ sử dụng sàn như thế nào uh, giao dịch ra sao để mua bán để uh, uh, thậm chí là có thể dùng tiền việt nam đồng để mua coi hoặc thậm chí là dùng đồng coin này để giao dịch với đồng coin khác mua ở giá thấp bán ở giá cao hoặc là chốt lời, cắt lỗ vân vân bằng các cái lệnh ở trên sàn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn ở cái video tiếp theo.